Ok, lên em. Tranh thủ nghỉ trưa nên cũng kiếm một con game nào nhẹ nhàng tí chơi. Hôm nay thì chắc chơi một con game mới thôi. Game cũ thì nào chơi xong mấy con game mới đó. Game này có cái tựa khá là dài luôn. Đợi tí. Dạo này lâu dữ rồi cũng không có mua game nữa. Còn đếp gửi gì thì chơi nấy thôi. 500 mê, đồng ý với Ola, ok. Này hình như là dễ đố không ta? Này, tôi dễ đố. Đây, chúng ta lướt thử cái trang tem phép. Tham gia cùng Licky vào một cái chuyến phiêu lưu đầy bí ẩn là tìm kiếm những cái vật thể được giấu bằng cái nét vẽ tay trong cái thế giới này. Thì con game này chắc dạng phone đó, tìm kiếm mấy vật thể thôi. Trong thì nó rất là đơn giản, chủ yếu giải trí. Ngoài ra thì cái đồ họa của nó cũng khá là đẹp đó. Cái hạt tai này là rất là đẹp nha. Bên cái này là có một team design họ vẽ tay riêng. Lúc trước thì tôi đã xem một vài cái video của họ về cái nét vẽ như thế này rồi, nên nhìn rất là quen luôn. Không biết là nó có giống với mà của Ladybird không? Bớt không ta? Không nhớ cái tựa nữa. Nhớ lúc trước thì cũng có một con game với lối đồ họa tương tự như thế này đó. Nhìn rất là đẹp luôn. Hầu hết những nét vẽ tay nha. Game này thì chắc là có custom map rồi. Nhìn cái nãy giờ đó anh thấy nó. Đây, trở thành một phần của cái cộng đồng nè. Đây, họ có Inlu Level Editor. Là mình có thể tự tạo cái map của riêng mình, sau đó chia sẻ cho mọi người khác cùng chơi. Đây, cả chế độ mà Single Laser Campfire và Online Mode, nơi mà mình có thể tạo những cái bản đồ của riêng mình cho những cái chuyến hành trình bất tận. Game này chắc dạng phone đích tìm đồ vật nên trông cũng là khá là thú vị phết á. Cái Bundle này là cái gì ta? Game cũng với giá khá là rẻ nha, hơn 100k một tí. Giá này chắc 15-20 đô rồi. Bundle này thì gồm một cái bản gốc bản 1 và cái bản 2 và một đống cái DLC của bản 1 thôi. Bản 2 thì chưa thấy có DLC gì thì phải. Bản 2 này chưa có DLC nha. Có level editor mà không có workshop mod nên chúng ta chắc là phải tạo và hoạt động trong cái game đó luôn rồi, nên không có chung quan gian qua stream được. Đây, có thậm chí có cả mà cơ chế chân thực là điều chỉnh thời tiết ngày đêm, trời mưa, tiết rơi rồi nè. Mình có thể thiết kế map bản đồ riêng luôn, cứ tầm này dạng như là một cái editor hoàn chỉnh trong game luôn rồi đó, engineer riêng của game luôn chứ không có phụ thuộc vào bên nào nữa rồi. Đây, vô thử game patch 102 thì sửa một số bớt thôi. Citizen Lost Burn. Game này mà cũng loading map nữa ta. Rồi, vui lòng đồng ý với điều khoản này. Tôi cũng chả đọc cái điều khoản ở đâu. Cái này chắc vô phần thiết kế rồi. Cái này nhờ những map trực tuyến, vô coi thử còn sao ha. Đây, người ta cũng có bow map rồi, mình có thể tải map gì chơi nữa nè. Nên con game này ở đây em chơi là gần như content nó bất tận thiệt luôn á. Rất nhiều map nha. Nè, lót nãy giờ vẫn chưa hết nữa nè. Nó sắp xếp theo thứ tự like nhiều nhất. Sáu trăm. Mình còn tìm 6 điểm gì đó. Thậm chí có cả ship ở đây luôn. Đánh dấu là chưa chơi nữa hả? Ok. Ship tin. Game này cũng đâu cần ngôn ngữ gì nhiều đâu ta. Chắc là phần hướng dẫn thôi. Audio. Nếu như cái này người ta không chết thì mình cũng không nên chết. Rồi, vô campfire. Ủa, sao nó có mà cái này? Làm sao? Thế giới 1001 đêm hả?
098 map hoàn thiện, còn cái này là phép thuật thập niên 80. Thôi, đi từ 80 hay là đi từ cái này đó. Tôi thì khá thích cái diễn cảnh con rồng à. Thì mình chơi mỗi cái một tí đi. Tìm được 6 nhược thể ân dấu. Welcome to Arabia. Còn có cả cốt truyện riêng These luôn. beautiful Chào mừng đến lands Agiba, are full một cái of vùng đất xinh đẹp history, với đầy đủ cái lịch culture, sử và văn hóa, riveting tales and cùng những cái legends. câu chuyện về truyền thuyết. Scheherazade knows them all. And here at the palace, Cho she nên thì tells được the biết đến tất Sultan cả đều more có ở đây, stories một nơi yên bình. every Cô ấy night. nói với Suan, câu Let's chuyện mỗi listen đêm. in. Bắt đầu là kể chuyện mỗi đêm. Nơi xứ sở nghìn lẻ một đêm. Chào mừng đến cái hướng dẫn này. Nét chứ. Bắt đầu mình có thể di chuyển bằng nút bấm D. Ok. Cái gì, cái đồ vật nó nhỏ xíu gì đó hả? Bí gì của chơi bên màn 4K để dôm ra lòi con mắt. Bây giờ còn sửa được không ta? Không, bây giờ không có sửa được nữa. Thôi chấp nhận thôi. Bằng cách nhấn vào cái nút này có thể thay đổi cái hoàn cảnh thời gian và cái thời tiết. Một vài cái đồ vật thì nó nằm trong nhà, game thì có thể mở đóng cửa khi đóng khi tương tác với cái đồ vật bên trong. Một vài công trình thì chỉ có một tầng, mở cái cửa tầng ra là được. Sau đó là đi lên cái tầng kế tiếp. Mình luôn luôn có thể check hướng dẫn này bất cứ khi nào cần bằng nút dấu chấm hỏi. Bây giờ mình cần một con vịt, một con mèo. Luôn đi ăn với mà những cái đồng bọn của nó, những anh em bà con của nó. Cái gì mà mới bấm đích chuột cái đầu tiên là được hai cái thành tựu luôn rồi. Ủa, con này không phải là con này hả? Chúng ta cần xúc xích nè, chuối nè, vịt, mèo và khỉ. Nhưng mà không phải con khỉ này hả ta? Căn phòng rất là đẹp nha. Cái này mình lấy rồi mà nó vẫn phát sáng là sao ta? Làm rất là chi tiết nha. Khi mình đích vô đồ vật nó có phản ứng thì phát ra âm thanh đó nè. Mấy cái này thì tòa tháp mình không có vô được. Mình luôn. Chưa tìm được món gì luôn, game khó hết á. Con khỉ này nó ngồi nhìn từ phải qua trái mới đúng, là con này nè. Con khỉ này ban ngày nó mới được tính. Còn mấy con kia thì nó ban đêm nó có thời gian góc trên bên phải nè. Vậy một con hóa ra nó trốn trong nhà. Bây giờ tiếp theo là trái chuối. Trái chuối có khi trong bếp à, mình thể kéo ghềm nó nè nha. Ghềm này không kéo được. Anh niên này làm gì với gầm giường đó? Trái chuối thì trên bàn ăn là không có rồi. Nó ghi là nếu như những vị khách đói thì có thể ăn nó, thì chắc ăn phải nằm trong mấy phòng khách này chứ. À, mở được luôn.
Chuối không có trong con lạc đà. Chuối nằm đâu ta? Khỉ ăn chuối không? Map này thì nó nhỏ gọn như đây thôi. Chuối, anh em thấy trái chuối không? Thôi chúng ta về đêm đi. Phải ít nhất là ba cái đồ vật đó gì, 2/3 mới được sang màn á. Con vịt này thì nó luôn luôn đi với đồng đội đó, với những anh em họ hàng của nó. Đây 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 đây, vãi, con vịt mà chơi với con vẹt. Câu chuyện tốt nhất cho cái việc đi ngủ là 1001 đêm phải không, hay là Aladdin? Nên con mèo đó có thể nó nằm trong cái vòng này. Đây, xúc xích thì dắt vòng đồ ăn ở dưới. Xúc xích này nó chỉ xuất hiện khi buổi đêm, hoặc con lạc đà hoặc con khỉ nó lấy. Đam bôi đừng có ăn nó. Vậy là thằng nhóc hả? Sao con gà nó còn sống nè? À đây, nó nằm dưới cái gầm. Khốn nạn thiệt. Chơi khó nhau. Đây nè, con chó đừng ăn nó. Giờ qua ban ngày tìm nốt trái chuối. Nó giấu đồ kỹ quá. Whey banana. Trong trường hợp các vị khách có thể đói. Không phải đây. Không cây không? Sao con này nó lại đứng bên cây? Chuối. Rồi bó tay rồi, chúng ta sang màn mới thôi. Có gợi ý gì đâu không? Không có luôn. Sinbad the Sailor is known for his fantastical voyages. Sinbad là một thuyền trưởng được biết đến là một trong những cái huyền thoại đó. Anh ấy và cái nhóm của mình đang rất là đói, tìm được cái quả trứng rất là lớn này cho cái bữa ăn. Cho đến khi nhận ra đang thiếu một vài thứ. Trứng nào phải không? Trứng này không phải rồi. Mình đang ở ban ngày thì có lại trái chuối nữa. Được cái kho báu nè. Đây trái chuối đây. Trời ơi, nó ăn khỉ rồi, tôi đi tìm mấy con khỉ. Trái chuối là loại muối hả? Loại muối tới đâu? Tôi đang cần nó. Xong rồi, con này là con sóc. Con sóc với cái lọ nè nha. Sóc nè, lọ nè.
Phải con cá này không? Không. Tôi nghĩ là nó lừa đó đó. Nó ghi con cá nhưng mà không chắc con cá là nằm đó đâu. Đây lỗ muối đây, con sóc với lỗ muối đây. Đúng là sóc lọ luôn nè. Còn con chuột nữa hả? Chuột có khi là trên tàu không? À, con cá nè. Khốn nạn, đặt cánh này nó che lại. Bây giờ ban ngày thì mình à con này có ngày lẫn đêm luôn nha. Mình còn thêm con bọ cạp. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Ủa không phải hả? À đây nè, đây nè. Rồi bây giờ chúng ta sang đêm. Tôi đây thằng nhóc. Ủa không phải. Mình gần một quả trứng nghiêng nè. Con chuột đây rồi. Nó đang ăn dụng rồi. Một thằng nhóc tóc vàng. Khăn vàng chứ. Khỏi khăn vàng. Đây phải không? Không. Nó dí ông già lên tới cái cây luôn rồi. Thằng này khăn xanh. Này khăn đỏ. Nói chuyện với khỉ à. Thằng giặt khăn vàng ở đâu ta? Đây 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 đây. Còn một quả trứng nghiêng. Trứng thì có rất nhiều trứng luôn. Nhưng mà không biết là trứng nào. À, đây 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 đây. Rồi, ok, được một hàng hoàn hảo luôn. Ngon. The Hanging Gardens of Babylon are one of đây là cái vườn chơi Babylon đó. It is here that Sinbad decides to visit an old friend. Sinbad bắt đầu câu chuyện gì Sinbad? And of course, to tell her all about his many. Đến đây uống trà cùng những người bạn và bắt đầu kể về cái cuộc phiêu lưu của anh ấy. Không, không phải cái trứng này. Bây giờ mình có ban ngày là ba người. Ừ. Đấy phải không? Không. Gì như tăng động như nào thanh niên? Cái ấm trà, một viên ruby và một cái bà da đen này, da nâu này. Đây 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 đây, phải không? Không. Bà đó má mặt mới trắng hơn. Váy trắng đầu đinh nhọn nhọn hả? Thì ở đây có mấy căn phòng đó nè nghe. Đây núp hả? Bà núp chứ tôi hả?
hai con chuột lên chơi thú nhúng. Cửa này không vô được ta. Rồi tiếp theo mình tìm cái ấm trà và chiên ruby. Đây ấm đây. Viên ruby à? Có khi này nó ăn trộm nè. Đi. Đây nè, đây nè. Rồi, chúng ta chuyển sang đêm. Tìm con chuột trong cái bản đồ như thế này. Hồi nãy tôi thấy con chuột nó đâu đây nè. Con này con gì vậy? Con thỏ à? Con chuột, một cái túi tiền. Cái gì đây? Mới bấm dính cái gì đây? Viên kim cương hả? Trời ơi, viên kim cương nó để trên thuyền. À, nó đi cầu hôn, cái nhẫn này là cái nhẫn cầu hôn của nó. Cây nấm thì nó phát triển rất là nhanh. Ủa không phải ăn chuột này hết ta. Cái này, à, ba con nè. Đi kho báu, trời ơi, nãy nhìn không ra. Bây giờ chúng ta cần còn một cây nấm nè và một cái gối tiền nè. Nó sẽ để quên cái ví tiền thì nó để quên ở đâu? Trên tàu không? Rồi có quả trứng ở đây. Hình như là buổi sáng nó dọn nhà nó đem vô đây. Cây nấm như thế này thì đố ai mà kiếm được. Rau củ quả là không có nè. Con rùa ơi nữa nè. Ê nấm nè. Trời ơi. Cuối cùng chúng ta cần tìm cái túi tiền. Gì? Con thỏ nào bỏ trong tủ vậy? Con rồng nó bỏ trong cái hộp. Đi đâu mà tìm được cái túi tiền cái này phải không? Không, túi tiền nó nhỏ hơn. Cái gợi ý này nó chỉ sơ sơ thôi. Còn này sao nó tạo nó cho ra đây được vậy? Bỏ lại rồi, chúng ta sang màn chơi kế thôi. Ai mất tiền thì tự chịu đi. Sinbad's many travels have brought him to all kinds of unique and exciting locations. Để nó đã mang anh ấy đến rất nhiều địa điểm rất là cực kỳ thú vị luôn. What a peculiar shape for an island. Sinbad, however, is already thinking about all the wonders. Đi tìm kho báu trên một hòn đảo. Quá rộng rồi, cái map này quá rộng rồi. Trời ơi, ban ngày chúng ta có cái bộ xương
một cái mà viên kim cương túi tiền bị chảy ra, cây dao cắm trên đất và một cái quyển sách màu vàng. Đấy, này cây dao cắm trên đất nữa, túi tiền thì dưới gầm này có không? Lấy cái dao chột vô cái túi này cho nó chảy tiền ra. Bộ xương biết bay, viên kim cương. Viên kim cương có khi nằm ở trong cái kho báu này. Bình hút shisha của mấy anh đấng nè. Đi đâu đó? Bộ xương biết bay, viên kim cương với cái kho báu. Mỹ nhân ngư nè, trời ơi cái này là cái bộ xương đó. Viên kim cương thì nó sẽ nằm đâu đó trong một cái hộp hoặc là ở gần kho báu. Đây có bộ xương đó nè. Nó gần cái kho báu mà cái kho báu thì vẫn chưa thấy. Giữa những cây cột á. Đây, trời ơi. Đây phải không? Đó. Ủa? Nó nằm gần kho báu thì có kim cương đây chứ đâu? Vỏ sò. Đây, gần kho báu nguyên khí. Kiến thức là một cái kho báu lớn nhất. Kiến thức là kho báu vĩ đại nhất.
Bây giờ quyển sách hả? Chỉ như một cái câu danh ngôn thì nó quá là mơ hồ đi. Trời, con chim gì nó gáy. Nó gáy như bắn súng tự liền vậy. À. Đây 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 đây. Hóa ra là kho báu nằm trong này. Rồi, chúng ta xong cái phần ngày, chúng ta chuyển sang phần đêm. Một người cầu nguyện, một người chú mưa, một cái đôi dép lào, một con chim xe sẻ và một cái bình dự báo thời tiết. Hả? Giờ hành má như này. Trời ơi, nói là bé tẹo đi luôn rồi. Đang cầu nguyện thì nó đang lắng nghe cái âm thanh gì đó. Nên nó có thể gần cái hang động kho báu nào. Con chim này thì tôi bó tay rồi. Nó ở nơi an toàn. Tôi hy vọng thì ngừng cơn mưa để nó có thể bay. Vì là nó đang đậu ở đâu ở trên đất cao cao. Đây nè, đây nè, đây nè. Không, không. Đây, 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 ông đang quỳ nè. Không phải con chim này. Con này nó nhỏ hơn một tí. Nó có màu nâu. Tiếng chim nó làm cũng đảo ha. Bấm vô con nào nó con nấy nó cũng kêu vậy. Rồi mỗi con kêu một kiểu khác nhau nữa nhá. Đây, thằng đang cầu nguyện đây. Chim này. An toàn thì chắc nó không có ở trên này. Khu dưới này thì cũng đã kiểm qua rồi. Gần con đệ bàn thì nó không an toàn đâu. Đây phải không? Một con chim và một đôi dép lào á. Dép lào thì tức là nó đi xuống đâu đó sâu hơn thì nó mới để lại đôi dép đây và nó đang sợ bị trộm đi xuống. Đây, đó, nó đi xuống sông. Cuối cùng mình một con chim nó đang ở đây an toàn. Đựng nó trong cái hộp nha. Khu này thì chắc không an toàn rồi. Nên mình có thể loại trừ cái khu này. Cái câu sau thì nó không có nghĩa lý gì cả. Thôi, chúng ta qua màn mới thôi. Về lại cái menu. Chúng ta lựa chọn một cái mà thể loại mới. Đây. Ở đây thì chúng ta đã đi được 36% rồi. Qua thử cái thể loại mà phép thực thập niên 80 nè. The 80s, a time of wonderful music. Thập niên 80 là một khoảng thời gian tuyệt vời của âm nhạc và cái thời gian kết hợp với nhiều màu sắc.
không có nhiều vật dụng trong cabin. Những cái phù thủy nhỏ đây à? Cái này anh em nào thích ngoài khổ chắc là thích thôi. Ban ngày thì chúng ta có là rất nhiều luôn, gần như đủ hết luôn. Lại con chim nữa, cái máy ảnh. Nó ở gần những đứa trẻ. Đây 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 đây. Đơn giản, cái máy ảnh. Trong qua anh muốn chụp lại là cái khoảnh khắc các chiến thắng, cái méo gì thế nào. Vì là chắc đang thi đấu ở đây. Đây. Tiếp theo là ban ngày. Bắt về nuôi hả? Ủa, đâu, cái này đâu phải chuột, cái này là cái hạt thông. Nó trồng lên để chăm sóc. Anh niên này thử chơi mình vậy. Canh xăng hả? Canh xăng là cái set ghét hả? Con trộn lùi này đấy, làm gì đấy? Cái hạt thông này nó quá nhỏ đi. Công nhận cái thành phố này nó nhìn gọn gàng vết đó chứ. Chỉ cái bức tranh này có thể treo trong nhà hoặc ở đâu đó. Nhìn vào bên trong nhà thì chỉ có một chỗ thôi. Vẫn có thể là buổi tối trời mưa rồi đó, nên chuyển qua đêm đi. Đây 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 phải không? Đó. Cái kem thì gần cái xe kem. Cũng chưa chắc là gần cái xe kem. Đây 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 đây. Rồi, cũng gần thiệt. Cái trẻ này thì ban ngày đó. Cái này như là cái vớ đúng không? Chủ của nó nằm gớt trong khi chơi với bạn bè. Hồi sáng thì có một nhóm đứa trẻ chơi ở đây. Chủ của tôi nằm rơi khi chơi với bạn bè, chỉ có thể nói là một con vật. Nói về hạt thông thì phải nói về con tròn nha. Dịch ăn bánh mì á.
cái này là cái gì ta? Thôi, qua màn thôi, bó tay rồi. Mở được cái tủ lạnh luôn hả? Không mở được cái tivi. Game này làm mất tiếp công nhận là đầu tư chứng chỉ thiệt. Tương tác vô cái nào nó cũng có âm thanh chứ. Even a modern witch still has to go to school. Phù thủy hiện đại thì luôn luôn cũng đến trường gần đây. Đây là cái học viện phép thuật, luôn luôn rất là thú vị. Đi vào buổi dạ hội à? Coi ơi, tìm đỏ mắt luôn á anh em ơi. Mới màn 2 à? Ngày nắng thì chúng ta có cái gì nè? Cái này là cái gì? Tôi không thể tìm thấy cái chổi, tôi có thể trễ cái buổi học bay. Nói như thế này thì một là lạc cái chổi hoặc là để quên đâu đó, còn hai thì có thể nó bỏ ở nhà luôn. Nên cái này rất là khó. Đây. Chỗ đầu chổi giống anh em chỗ đầu xe đạp đó. Nhưng mà cái chổi này có ai để chổi không, đủ lạnh không? Nó đặt cái loại thuốc đặc biệt vào đâu hả? Nơi mà tôi hay đặt cái loại thuốc đặc biệt vào. Ây da. Nên thanh niên này hơn như hết cùng nữa. Tôi nghĩ tôi đã gớt chìa phá xe, việc ra bãi đậu xe. Không tìm thấy cái món nào luôn á. Trời ơi, game nó khó. Mù con mắt tôi rồi. Phải tìm được hai món nữa, ít nhất là hai món. Nhưng mà nãy giờ thì vẫn chưa có món nào. Đầu tiên là cây chổi nè. Nó để quên cây chổi ở đâu đó. Tiếp theo là cái chìa khóa, nó làm rớt chìa khóa. Cái này thì cái lọ thuốc đặc biệt này. Chắc là nó không bỏ tủ lạnh đâu. Rồi, lòng tiếng tiếp tiếp chứng chỉ quá hả? Oh,
Chim lớn, chim nhỏ. Thanh niên này có khi nào đang đi tìm cái chìa khóa không? Ông này thì chắc là gớt chìa khóa nè. Thanh niên này hai người này cũng có thể nữa. Tìm bằng niềm à. Đây đây đây, thấy cái rồi nè. Đó, thì thuốc thì nó chắc cùng thuốc. Còn cây chổi thì tôi chỉ thấy nó ở khu này thôi. Cây chổi này thì nó nghiêng về bên trái giống cái này nè. Nhưng mà nó không phải. Nè, xe chổi nè. Nó là màu trắng nữa đó. Nó dựng thẳng màu trắng. Để quên ở đâu đó. Đây đây đây, phải không? Rồi rồi, nó giấu ngay cái cây nữa. Đồ độc ác. Bây giờ cái chìa khóa này thì no hope luôn. Chìa khóa thì khả năng... À đây nè, đây nè. Rồi, chúng ta qua mùa đông. Mùa đông thì chúng ta có là chiêu sập gai ghét bách và có thể tiết trên cái cây đó bất ngờ rơi xuống. Khi họ quay trở lại á, tức là đi vô phòng đặt ra thôi. Như thế này sao mà tìm. Con chuột thấy nè, con chó chứ. Chấp tới Noel này không khí Giáng sinh thiệt á. Phòng ma mà cũng đi vệ sinh đó ta. Cái cây này nhưng nó đứng trên cây này chứ. Rồi, cái tiếng này tạm thời bỏ qua đi. Được người tưới nhỏ nhỏ nè. Xâm quan cực chiêu hả? Trời ơi, coi cái lỗi bớt nó lái xe này à. Anh em thấy chưa? Cực chiêu thì cái chỗ này, ba chỗ này là cái khu ăn chơi rất là nhiều. Thằng này chụp cái túi này đăng selfie hay gì? Đây. Rồi, ngon nghẻ. Vẫn khó nhưng mà hóa ra phải tìm cho kỹ. Cuối cùng là cuối tuần rồi. Hôm nay là Chủ nhật. Tốt nhất là nên một cái mùa, một ngày nắng đẹp cho chúng ta ra ngoài chơi đùa với bạn bè ở công viên. Những phù thủy nhỏ thì bắt đầu làm cái gì đó. Nên bây giờ thảo luận với cô ấy thôi. Ban ngày chúng ta có rất nhiều luôn. 4 món. 5S, đại ca 5S, nãy giờ online ở đây là 5S đó. Con chuột. Nó đang chơi game ở trên một cái bàn cờ của nó. Vua, đánh cờ vua hả? Rớt trong nước rồi.
chó thì rất thích cái khúc xương này. Cần thêm cái xác con chuột này để mà hoàn thành cái lọ thuốc. Chúng ta có 4 cái gợi ý. Đầu tiên viên kim cương trong nước. Đây phải không? Đó. Nó ăn gồng ăn bánh sandwich. Nước thì chúng ta chỉ có dòng sông này thôi. Tiếp theo là có thể là đánh cờ hoặc là chó của thôi nó cách cái khúc xương này. Đây, chó này hơi bị bự nha. Đây, được ra 5 mét đâu. Medusa nè. Nơi mà vị vua đi để tìm hoàn thành cái trò chơi là chắc đi tìm công chúa hả? Đâu? Sếp làm mất đi đâu vậy? Vua cờ thì đi đâu? Để hoàn thành trò chơi của mình. Uống rượu xong chắc đi vệ sinh phải không? Chúng ta còn gá sát con chuột gì thế nào. Đa, đây. Trốn hả? Đại ca 5 mét trốn hả? Tiếp theo chúng ta cần sát một con chuột thì bắt đâu ra. Đây có con mèo nè, hỏi nó không? Này nó ăn đồ ăn này chứ không phải nó chế thuốc. À đây nè, sát chuột nè. Rồi chúng ta bây giờ sang đêm. Chiên kim cương đã rơi xuống nước. Bây giờ ban đêm thì có nước ở đâu? Hôm nay sáng đi câu cá giờ đứng đây rồi. Ông thầy hiệu trưởng thì quẩy cả ngày lẫn đêm luôn.
xuôi theo cái dòng nước thì chúng ta chỉ có dùng cơ thể sưởi ấm cho nhau đi chứ. Như búp bê hả? Cây kem. Chúng ta ở viên kim cương, một con vẹt. Tốt nhất là nên trở về cái lồng. Cái này là cái vỏ, vỏ chuối phải không? Buổi sáng là con chim nó nằm trong này nè. Buổi tối thì nó đi đâu rồi? Trời mưa nó đi đâu cũng tiêu cũng lạc rồi. Này con dơi. Dơi rất là nhiều luôn. Thanh niên này đang động à. Ngồi xuống đi. Nó quẩy bất chấp mưa gió luôn à. Con vẹt phải bay vào lòng. Vẹt thì chắc nó không ở gần cái khu dơi này đâu, cũng không ở gần con rồng đâu, nên có thể là quanh quẩn đâu đây. Cái đồng chim vẫn còn đây nè. À đây nè, đây nè, là nó dùng mạo gây nữa chứ. Còn ở viên kim cương với vỏ chuối, vỏ chuối thì có thể rớt trên đường. Cái đường đi như thế này thì không có rồi. Cái viên game thon này rớt xuống nước. Có khi ông hiệu trưởng ông đang tìm không? Nhà vệ sinh khô lâu hả? Tắt lửa luôn, cho nó lạnh luôn. Viên game tone là có ai ta? Có bà Medusa nữa không? Hồi sáng rồi bà đứng trên cầu nè. Rớt xuống nước thì chắc là cái khu này thôi. Qua tờ nha, là nước đó, có thể là cái vũng nước nữa. Chứ không nhất thiết quay đầu rơi xuống sông. Cả thanh niên nào kia như con chuột chích. Con chuột chích chiếu chiếu vậy. Rồi hết cái dòng sông này không có. Còn lại là cái vỏ chuối. Vỏ chuối thì hồi sáng tụi này nó ăn chơi ở đây. Chỗ này là liên quan đến ăn uống thôi. Coi ra sáng đứa nào ăn chuối thì buổi tối là có thể cái chuối nó rơi gần gần đó. Ừ, ban ngày mới có viên kim cương chứ quên nữa. Đâu phải ban đêm đâu.
À đây nè, đó. Nó đúng là vòng vòng cái khu này thiệt. Tiếp theo là cái vỏ chuối, chúng ta coi có đứa nào ăn chuối không. Ăn uống thì chỉ có một cái khu này là nhiều nhất. Mưa thì nó sẽ chạy vào nhà, nó sẽ đi theo những cái con đường này. Cái con game khốn nạn này hết chuyện cái gì bắt mình đi tìm cái vỏ chuối trời. Rồi skip đi. Rồi ném. Mới có bàn hai mà nó rất là khó. Không phải tất cả phép thuật được chế tạo trong cái nồi thuốc và được bẫy, hoặc là được bẫy bẫy bởi một cái cây gậy phép. Chơi game này là đau mắt quá. Không một nút một. Bây giờ chúng ta có ban ngày và ban đêm. Ban ngày chúng ta có một con cua. Cái này giống như một củ cà rốt như cắt ra vậy đó. Toàn đồ ăn không vậy, một cái bánh, một tờ tiền, một cô gái. Em này thì muốn chốt trong xe của mình và hít thở không khí. Vậy tức là đang ở ngoài và muốn vào trong xe. Nhảy thì nhịp điệu quá ha. Đúng là mấy em nàng tiên cá này. Ông nội này không thể nhấn vào Poseidon Godlike rồi. Không thể tìm thấy tiền, tôi cần phải đến toilet sớm. Cái toilet là nằm ở đây. Trên đường cái vỏ chuối nãy nè. Chỉ là nó sẽ làm rơi trên lúc mà đi ra toilet. Quá nhiều thứ đây gì, quá quá nhiều thứ luôn. Đây là những cái phim trường gây dựng đây. Ủa như vậy mà không phải hả? Hay là có diễn viên đóng thế? Rõ ràng đúng người mà. À diễn viên đóng thế thiệt. Rồi nên đóng kiểu này thì bố ai kiếm được. Hóa ra là cái này nó đã vào xe rồi, chứ không phải là nó đang muốn vào xe. Bây giờ con cua, chúng ta đừng có sợ, chúng ta cần nó trong cái cảnh quay này. Chỉ là ai đó đang cầm con cua và chuẩn bị đưa vào cái phim trường. Ai đã cắn hết một khúc của cái vật liệu rau củ quả này đây. Này chắc là đạo cụ quay phim thôi. Đạo diễn muốn tất cả mọi thứ đều màu hồng.
kể cả là thức ăn. Nên có thể cái món đó nó nằm ở đâu trong đây, liên quan đến ăn uống nè. Đó, đoán không sai luôn. Bây giờ có ai mang con cua lại không? Cái cảnh quay mà cần con cua thì cái chuối đây. Đi đi nè John. Đây này đây, có khả năng cái này nó nằm ở đâu trong này. Đây đây đây, thấy không? Tiếp theo là con cua. Con cua thì chắc đang đi từ chỗ này xuống dưới chỗ này. Nên coi trên đường đi có ai cầm không. Chàng trai bé nhỏ đến đây là đứa bé, cậu nhóc chúng ta cần nó trong cái cảnh quay này. Đây 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 đây, đúng là nó đang trong phim trường thiệt. Không thể tìm được cái cuộn băng cassette đang ghi lại cái điểm bộ phim, cái cảnh quay cuối cùng. Cái này là nhạc cụ, cái này là cái đĩa vuông. Cũng mang cassette, nó để quên đâu đó thì rất là khó tìm luôn nha. Đây, có thể là cái tem này. Để quên ở đâu đây nè. Tại vì cái tem này nó ngưng quay rồi. Không, tem nào cũng ngưng quay cho nó. Tạm thời bỏ qua cái này đi, chúng ta đến cái tiếp theo. Tôi không thể đợi để thay được. Những trang phục này ngửi giống như là mùi của cái chết vậy. Tức là nó đang thay đồ á. Đây đây đây, khúc xương, con chó thì đã chọn một cái khúc xương của tôi. Tôi không thể biểu diễn ở Kamiga giống như cái đó. Con chó thì mình quay ra ban ngày rồi. Đây có con chó đây.
chó nó trộm xương xong thì nó hay vào rừng. Tạm thời bỏ qua, chìa phá nữa rồi. Cái diễn viên này đáng sợ nên nó làm rơi chìa khóa. Đây chắc là cái cảnh này ở đây. Nó rơi nhanh. Rồi nó rơi mà cái chìa khóa rớt trong tủ. Tôi mới tính nói câu đó xong thì mở tủ ra lại thấy. Kho báu Aladdin. Mình nên để cây đèn thần ở đâu? Aladdin hả? Đây. Nó không có giấu sao con này. Công nhận con game này làm hết biết dữ thiệt. Nhìn em nó ngoe ngoe hai tay kìa. Làm hai cái animation luôn nha. Một cái thì giơ hai tay lên, cái thì quẩy quẩy. Cái đèn thần của Aladdin đó. Đã tìm thấy cái cuộn băng nè. Nó giấu như thế này rồi. Đèn thần Aladdin thì đương nhiên trong cái cảnh quay ở đây. Cảnh quay ở đây thì cái kho chứa đạo cụ của nó ở đâu? Có khi nó nhét gần gần đống kho báu này á. Nó giống cái màu vàng. Đây 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 đây. Còn một cái tờ tiền và một cái khúc xương. Và tiền ngày ban ngày, bây giờ tìm cái khúc xương con chó nó đem đi, nó giấu ở đâu? Con chó thì hồi nãy tôi thấy là nó nằm ở ngay đây nè. Nên chắc nó đi là vòng vòng mấy cái rừng cây quanh đây thôi, chó mà. Giờ nhìn nhìn mấy khu rừng trước đã. Con chó nó đem đi nó giấu nha, chứ không phải là mình phải tìm con chó nữa. Nên thấy là mấy cái cây, mấy ụ cát gì cao cao lên. Thôi, không thấy rồi bỏ tay rồi. Cái hai này nhỏ quá, chúng ta sang màn kế. Bubbling with excitement. Prom is almost here. Đến lúc tùy tùng để hỏi ở đây rồi. Đây là thời điểm cho cái việc đi chuyến hành trình shopping của mình. Thị trấn phép thuật thì có rất nhiều điều để mình. Trời ơi nó nhiều. Bây giờ ban ngày chúng ta lại có khúc xương. Thấy quái nào mà cái này nó rớt trong xe của mình. Nên chúng ta đi tìm chiếc xe. Ủa? Rồi đi tìm chiếc xe dính luôn quyển sách. Cái này thì tốt nhất tí nữa hãy bấm vô. Hai tầng. Đó. Quả trứng. Bạn cần phải tìm cái này trong tất cả các cửa hàng đặc biệt ở đây. Thanh niên này đều quẩy rồi. Chính đây không?
Đây, khả năng cái trứng nó sẽ nằm trong này. Vì đậu cụ hình vuông, hạt giống, thuốc. Thực phẩm là nó không có nằm ở gian nào cả. Này chỉ có một tầng thôi. Bên này. Bên này thì gian bên kia vậy đó. Con chuột à, một số cái đồng tiền, rất nhiều tiền. Cái này chắc hai đứa trẻ tặng quà cho nhau để mời đi vào cái dự bữa tiệc tối nay. Đây 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 phải không? Trời ơi, nó có chút xíu à. Cái dụng quả trứng này. Quả trứng này nó chỉ nằm trong cửa hàng thôi. Tiền nào. Còn cái con gấu bông này món quà nó tặng để mà rủ đi tiệc. Có khi là hai đứa nhỏ này. Gấu bông thì chắc là mấy đứa nít thôi. Nhân mã nè. Gấu bông thì cũng có thể trong cửa hàng. Ủa, cái này nó bấm vô là dính cái gì đây? Quả trứng hả? Trời ơi. Đúng là nó trong cửa hàng thiệt. Nhìn không ra luôn á, tính đâu là con gấu bông không? Hết cửa hàng bên đó có con cái rồi, nên tiếp theo rồi nhé, cửa hàng bên đây, có gấu bông không? Này là cái đống nhạc cụ như hồi nãy. Này quần áo chứ không có mà đồ chơi. 2 3 6. Ông hỏi làm gì con gái người ta đó. Nhưng Ngư ngồi quẩy quẩy trên ghế sung sướng rồi đó. Đây 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 đây. Trời, cái giống gấu sao ghế. Là quà buổi tối. Tôi nghĩ tôi đã quên cái máy ảnh của tôi tại cái bữa tiệc. Chỉ là nó sẽ nằm trong cái nhà nào đó. Con ếch. Một đêm đẹp tuyệt vời, tôi hy vọng cô ấy sẽ hỏi mình. Thì không có căn cứ nào cả.
Đại cung băng VHS. Tức là nó nằm trong cái gạp nào đó, cái khu chiếu phim nào đó. Tiếp theo là ở trong là một cái bớ của khách hàng, chắc là cái tiệm giặt ủi. Trong trẻ khó à nghe. Đây cũng băng VHS thì cũng nên nằm ở chỗ dưới phim là đúng rồi đó. Đây con ếch của chúng ta đây, ngày đẹp trời tán gái à. Cũng băng của cô trông trẻ, y vớ của khách hàng. Cái này là cái gì, chắc trong tiệm sửa xe à. Cái này không có trong tiệm sửa xe hả? Rồi mấy anh đi quẩy tiệc để quên cái camera. Thanh niên goblin này thiên nhiên quá hả? Đây đây đây, vớ của cửa hàng khách hàng đây. Thời ghế của cô trông trẻ thì để quên camera thì có thể là cái phòng này. Này có cũng băng VHS rồi. Hết rồi. Chúng ta chỉ có là 8 cái cửa hàng ở đây thôi. Một mắt người chim xương khô. Bó tay rồi. Rồi chúng ta tiếp tục cái nữa thôi. À, game này có thời gian rảnh rảnh thì chơi gồng nữa rồi. After a long journey, một cuộc phiêu lưu rất là dài, một nhóm những vị anh nhà phiêu lưu dũng cảm đã đến một vùng đất tươi đẹp, nơi một cái con gao hồng này ở đây
hy vọng nhận được một cái nhiệm vụ đầu tiên cực kỳ bí mật. Lady of Light. I wonder what she'll have in store for them. Bây giờ thì ban ngày chúng ta có hai món là cái túi tiền và cái kiếm. Ăn còn ra nấy ăn nó. Đây. Rồi xong. Chúng ta sang đêm. Khá đơn giản luôn. Một kẻ trộm nhỏ. Nhỏ bé nó trộm đi cái này. Có thể con mèo, con chó, con chuột gì đó. Đây nè. Sau cái thời gian rảnh rỗi thì tôi cũng có thời gian để đọc nó. Chắc trong liều. Thấy không? Tiếp theo chúng ta cần tìm một con cá khô. Buổi tối nằm hết lên ngôi dương. Đây phải không? Đây phải không? Chỉ tức là nó trộm con cá ở đâu gần đây. Đây là con quỷ mèo à. Đơn giản. The Lady of the Lake gave our adventurers quite the quest. Defending the land from evil? Well, as all good heroes know, phòng thủ dùng đất cơ chứng ác quỷ. On an adventure like that without being well prepared. And so, our party visits the witch's cabin to ask for their strongest spells and potions. Con gà. Ủa, ban ngày trước đi. Ban ngày chúng ta có cái nấm nè. Những nơi là khô gáo không? Ẩm ướt không? Nấm này thường ẩm ướt chứ sao lại là khô gáo ta? Tiếp theo có con chim nè. Con này nó đang ăn dụng, chuẩn bị ăn dụng. Đây phải không? Không. Con sói. Con sói với món ăn yêu thích đang ở đâu đó. Cái nấm màu hồng nha. Nấm màu hồng nó dài dài. Ở nơi khô gáo. Đây con chim đây. Nhà vệ sinh thời cổ đại nè. Xương đây. Ủa không phải hả? Nắm đây. Nó đang giấu ở đâu đó chứ không phải là nó ở đây. Giấu ở đâu sao biết được. Giấu thì chắn nó giấu trong rừng là chính. Đây. Con thỏ đang trực chờ để ăn cái bánh snack này. Đây phải không? Rồi có con thỏ nào ở đây không? Thỏ thì chắc là không dám gần sói rồi. Đây 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 đây, nó ăn bắp cải chứ không phải ăn xà nách. Rồi ban ngày coi như xong, chúng ta qua mùa đông. Mùa hè chứ. Mùa hè coi như xong, chúng ta qua mùa đông. Quên cái con này giỏi chiến hành trình mùa xuân. Mùa thu. Quên thì nó để quên nó đâu được. Rồi đại ca 5m đi vậy. Thu mình đưa ít on time đây là đi vậy. Trời ơi, con gà biết đi vậy nha. Bây giờ còn con này để quên nó. Thì có khi là hồi nãy ở đây có mấy cái ba lô nè.
mình không có lập tức nên tìm được. Rồi, con thỏ đi luôn rồi. Không đốt lửa được ta. Rồi, cái này khó quá, chúng bỏ qua đi. Chỉ có ở đây là nhiều đồ đạc thôi. Ở đây là có người à. Rồi người là nguyên cái khu nữa này. Nên nếu như để quên thì chắc nó nằm trong cái khu những có người từng xuất hiện thôi. Có thể là khu này, khu này, cái khu trên này. Con sói nó đi đâu rồi ta? Tôi vẫn nghi nhất là cái khu ở đâu đây thôi. À đây nè, quà lưu niệm thì nó trong cửa hàng. Đơn giản. Những nhà phiêu lưu tiếp tục cuộc hành trình, họ băng qua những khu rừng phế tích nơi của tộc, nơi là ngự trù của tộc Eo, trông giống như là một linh hồn tốt đẹp. Bắt đầu kể chuyện cổ tích của phiêu lưu của anh hùng thôi. Trong con game tôi cũng có kể cái vụ này nữa. Bây giờ trời mây có trái táo. Nếu Goblin trộm vũ khí thì nó sẽ trộm cái này luôn. Quan sát thì có thể đứng ở trên cao. Bản này không? Không. Đây, quan sát thì đứng ở trên cao. Tiếp theo chúng ta cần cây cung, hàng này là đang thiếu cây cung nè. Thanh niên này chơi với gấu hả? Đầy đủ cái danh, đầy đủ cái thứ danh gì nè. Khả năng chế táo nó nằm ở gần khu này, cái bộ vũ khí ở đây nè. Đây có rất nhiều vũ khí nè. Gấu mà đẻ trứng hả? Đây, bạn nói gì mà trái táo đang chơi ở đây. Chúng ta còn cây gậy của Goblin, chắc nằm ở khu này thôi. Ủa, không có cây cung nào ở đây hết ta? Con Goblin đang muốn đi trộm nè, mà có thấy cây gậy nào cho nó trộm đâu. Hmm.
Có thể là cái bà này đi trộm lại cái vũ khí của những cái con yêu tinh này. Cái con goblin này nó đã trộm vũ khí của tộc Elf rồi. Nên bây giờ tộc Elf nó muốn đi trộm lại. Thì chắc nó chỉ nằm ở đâu đây thôi. Kho vũ khí nó thì chỉ có ba cái này. Nhưng cả ba đều không phải. Kho đồ ăn, ở đây cũng có một số vũ khí nữa. Hay là trong này khả năng là không đâu. Trời ơi, bức tượng. Rồi, chúng ta sang mùa hè đi. Đầu tiên là tìm một cái cung. Trộm nó từ một cái thợ săn. Một phát bắn tệ nhất mà tôi từng thấy, tức là nó bắn vào ở đây hả, đây phải không, hướng này, đây 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 đây, cái cung mà chọn muốn thợ săn là hồi nãy thằng này nó mất cái cung. Hồi nãy có con bé nó gình gình ở đây nữa. Đây 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 đây. Thì còn cái này chúng ta chưa biết thôi. Rồi. Giờ chúng ta ra thôi, kết thúc cái game này tại đây thôi. Game rất là thú vị. Cũng nhiều người làm dữ lắm nha. Cái này ấn tượng nhất của tôi á là cái phần âm thanh. Đây, ở trên. Phần âm thanh đâu? Đây, mua xích đằng sau nè. VFX cũng được nữa. Làm mấy cái animation này anh em nhìn mượt mà chứ không có dễ đâu nha. Nè, mấy cái chuyển động này lên là VFX luôn. Rất là tuyệt vời nữa. Thôi, game rất đáng chơi nha. Tôi không biết login là cái gì nữa.